Xin chào các cô dì chú bác nha, chào toàn thể anh em. Nhân thể trong cái thời gian về nghỉ thì mình cũng xin phép review. Thông thường thì tháng 7 này không ai làm đâu, nó chỉ có là nhà này. Động thổ tháng 6 thì bây giờ tháng 7 làm thôi. Thì mình cũng thời gian tháng 7 này mình về nghỉ thì xin review lên một cái video cái căn nhà mà ở quê mình nhá. Ở quê mình thì thực sự ra mà nói được, ở quê mình thì làm nhà sàn ấy thì anh em thì đi mải công giúp đỡ đổi công nhau thôi. Thì bây giờ đang vào hoàn thiện, vẫn có thuê một phần nhưng mà nó phần ít. Thì hôm nay mình review cái căn nhà, mà đây là cái căn nhà cũng là nhà dạng kiểu 5 gian liền với bếp, có dạng nước, có cái sân nước với lại phòng ngủ phía sau, kết hợp với phòng ngủ phía sau. Nó cũng có diện tích đâu đó gần 200 m², tầm một cả phần bếp cả phần sân nước ở đằng kia nó cũng phải 200 m² rồi. Đây cầu thang chính, cầu thang lên đây và một cầu thang lên đằng phía bếp. Đây cầu thang làm kiểu hệ cầu thang xương cá và khá là rộng nha. Thì nói là một cái mẫu nhà 5 gian thì nếu mà nhìn tổng thể đây nó là 5 gian. Đây là 1 gian này, 2 này, 3, 4, 5 và kia là phần bếp và phần sân nước phía bên kia. Thì cái phần này là dành một cái gian giống như là một cái gian nách để làm cái phía cầu thang lên. Thì phần chân của cái cầu thang này là được đổ bằng bê tông. Và cái hàng nách của căn nhà này sẽ được đổ bằng bê tông. Thì cái hình thức nhà như này giải thích cho các bác hiểu nhá. Là cái căn nhà là có như hệ như này là hai gian hai trái này. Còn phần này là để cầu thang lên thì cái phần này làm cầu thang ta đừng tính nữa. Nhưng mà nhìn tổng thể nó là 5 gian. Nhưng bản chính sử dụng là hai gian hai trái. Nhưng mà cái đặc điểm của cái hệ nhà này, cái căn này á, là gian trái là làm như kiểu là bằng diện tích với cái hàng nách. Cái hàng nách chạy sâu vào. Đây là một gian trái. Còn đằng kia là vẫn là một cái gian đủ, gian quá gian. Phần kia phần bếp. Thì bây giờ công trình này đang được đi vào hoàn thiện. Thế phần mái thì là được bố trí như này. Cái phần này đổ bê tông này, phần này đổ trần bê tông thì đấy, làm kiểu dạng như kiểu mái Thái đấy. Thì bây giờ căn nhà đang được đi vào hoàn thiện. Đây lán này, đường đi qua đây. Thì còn bên kia là ta luy đang cao nhá, máy cũng đang múc đi. Đây là phần đằng sau ta luy đang cao. Thì vừa rồi bị mưa gió đợt vừa rồi này cũng sạt đất xuống nhưng mà không ảnh hưởng gì nhá, sạt xuống không ảnh hưởng gì. Bây giờ lại máy múc đi thôi, còn nhà thì vẫn bình thường, nó chắc như thế cơ mà. Bây giờ em sẽ đi lên cái phần bên trong kết cấu hoàn thiện cũng như là cái công năng sử dụng của căn nhà này để cho các bác tham khảo. Đấy, căn nhà này ở quê mình là anh em giúp nhau làm thôi, không phải là thợ mình làm, trong đó là có cả anh em mình cùng làm ở đây. Đây là cái phần đất sạt đây này. Đấy, phần ta ly bây giờ là phải múc đi nhá. Đây, quay cho các bác xem cái phần sạt đất xuống này. Đây. Đấy. Đây là bể phốt nhá, đây là bể phốt. Rồi nó sạt đất xuống đây này. Đấy, sạt xuống như thế này thôi nha, mình cũng không chê. Ví dụ như nhà như mà là nhà xây ấy, cấp 4 hay là nhà tầng thì phát này là đi hết rồi, phát này là du đi hết rồi. Đây mình chỉ nói đặt ra một cái giả thiết thôi nhá, chứ mình không thiên về nhà sàn hay là thiên về chê nhà sàn, khen nhà sàn và chê nhà xây, không có. Đây là mình chỉ đặt một cái giả định vậy thôi các bác nhé. Đây, sạt hết một cái vế đằng sau xuống, sạt này. Nghiêm trọng không? Nhưng cái phần cột này, phần cột và những cái phần dầm kết cấu này không có dạn nứt một tí nào luôn. Không có dạn nứt tí nào luôn. Đây, zoom nét cho các bác này. Đấy nha các bác nha. Đây là gần nhất đây.
tuy nó sạt đất như thế này thôi, nhưng mà ở phần bên dưới và phần bên trên những cái dầm kết cấu này, mặc dù là làm cột trước rồi làm dầm sau, thì có nhiều bác bình luận hay là ở các nơi, tức là mỗi người một ý kiến, mình chỉ đưa lên để tham khảo thôi, bảo là làm thế này nó không kết cấu, nó không kết cấu mà sạt đất thế này nhá, nó không dạn dầm một tí nào luôn. Đấy. Nó không có dạn dầm một tí nào luôn. Đây, lên hẳn đây, quay cận cảnh ở cái vùng hẳn ở cái chỗ mà nó đất nó xô xuống đây, không dạn dầm một tí nào nữa. Đó. Đấy, các bác xem cái video thì các bác hiểu rồi, cái hệ nhà như này nó khỏe hay nó không khỏe thì em không, bởi vì em là thợ nhà sàn cho nên là không khoe mẽ gì, nhưng chỉ quay lên cho các bác xem cái thực tế, và cái phần đằng trước, cái dầm đằng trước, tất cả mọi thứ đều bình thường, không có dạn một tí nào luôn. Và chiều cao của cái căn nhà này là cao 28 nhé, cầu thang lên bếp. Và bây giờ em lên truyền bên trong nhà để giới thiệu cho các bác công năng sử dụng của căn nhà bên trong này nó như nào. Đây, phần trần này, ở nhà thì lợp tôn nhưng cái phần trần đây trần đổ bê tông này. Và ở cái phía đằng sau này là có hoàn thiện các cái phòng ngủ nhá, trong đó là cái đường lên đây là cái gian cầu thích, có hoàn thiện một cái bộ ở nhà tắm nhà vệ sinh ở đây, một bộ nhà tắm nhà vệ sinh hoàn thiện cái kiểu đi ngang này, chứ không phải là lên trồ một phát vào cái nhà tắm nhà vệ sinh ở đây luôn, không phải nhá. Cái phần bên trong nhà quay cho các bác xem cái phần khung đã. Và phía sau đây hoàn thiện các cái phòng ngủ, ba phòng ngủ này, các anh em thợ đang tiến hành lát gạch. Đấy, mỗi phòng ngủ cũng có diện tích là 12m2 nhé. Làm hỏng hết màn rồi, hỏng hết màn rồi, hơi ẩu đấy nhá. Kế đến là đi liền với bếp. Đây, anh em thợ vừa rồi ở sông Mã Sơn La về đây tiếp tục hoàn thiện căn nhà ở bên ở đây nữa. Đây phần bếp nha, phần bếp cũng được không gian khá là rộng rãi, đang được hoàn thiện. Chào anh em một tí nào, nếu mặt lạnh căng như thế. Chào anh em nhá. Đi Sơn La ăn cá nhảy xong về mặt lạnh tanh đi. Phần bên tiếp đến phần bên ngoài này là cái phần hoàn thiện nhà tắm nhà vệ sinh các bác này. Nhà tắm nhà vệ sinh. Đây là khu vực nhà tắm. Kế đến là cái phần nhà vệ sinh. Còn đằng sau bị sạt đất cũng đang múc đi đây. Đấy, múc đi. Còn bên ngoài này là phần sân nước. Đấy, sân nước ở đây. Sân nước là cái khu vực rửa ráy này là sẽ lát nó thấp hơn so với phần sân ở trên này khoảng 2 phân đến 3 phân nhé. Và cầu thang xuống.
căn nhà có cái mặt view rất là đẹp, view xuống ao này, view xuống ao. Đấy, bên kia cũng nhà sàn bê tông và tất cả các cái nhà ở bên xung quanh đều là nhà sàn bằng bê tông cốt thép hết. Đấy, hôm nọ nó bị sạt đất là bị vỡ một bức tường ở đằng sau kia, thế còn phần kết cấu về khung không có ảnh hưởng gì cả. Phần bếp thì được đổ trần trần bê tông này. Đấy, sạt đất là vỡ cái bức tường kia các bác này. Đây, sạt đất là vỡ cái bức tường này, bức tường này, và phải múc đất đi, sau đó là sẽ xây lại. Đây là cái bầu lò phần bếp, còn các cái khu vực bàn thái nhà bếp này không có ảnh hưởng gì cả. Đây các bác nhìn thấy cái vết xây đây, nó đất nó sạt xuống vỡ như thế nhưng mà không dạng tường đây một tí nào cả. Thật nó nó có dạng một tí nào đâu, dầm như nó không dạng một tí nào cả. Vừa rồi em cũng giới thiệu cái căn nhà và cái công năng sử dụng của căn nhà này. Thì căn nhà này nó sẽ có chi phí rơi vào khoảng độ như ở quê mình hiện tại đang hoàn thiện. Thì như này nó rơi vào khoảng 600 triệu. Mà khi hoàn thiện xong, nếu mà thật sự được sơn si đầy đủ nhà này nữa, cánh cửa các thứ nó phải hết khoảng độ 800 triệu thì mới trôi được căn nhà này. Đấy, vừa rồi thì em cũng lên video giới thiệu cho các bác căn nhà, hình thức cũng như là cái công năng sử dụng của căn nhà này nó như nào, và các cái nguy cơ vân vân và vân vân. Đấy, video em đến đây em xin phép được tạm dừng tại đây. Thì bên mình thì cũng chuyên là thợ nhà sàn bê tông, thì cái mình cũng từ đầu mình nói cái gì mình làm thì mình nói là mình làm, cái gì không phải mình làm thì mình bảo là không phải. Còn ở đây thì căn nhà ở quê mình, ở ngay quê mình một cách nhà mình cũng gần thôi, vài cây số thôi. Anh em mình cùng từ bé đến lớn lên thì cũng đi làm cùng nhau, và cũng là cái không phải là căn nhà của thợ mình mà cũng là anh em thợ mình đang vào hoàn thiện ở đây. Thì bên em thì cũng chuyên xây dựng nhà sàn bê tông, các bác nào có nhu cầu về xây dựng nhà sàn bê tông thì chat Zalo hoặc là liên hệ với em qua số điện thoại 0372 441 922. Thì video đến đây em xin phép được tạm dừng tại đây nhé. Mến chào các bác. Quanh đều là nhà sàn hết đây, bê tông. Giờ này không được kiếm ăn đâu à? Nóng quá về nghỉ thôi nhỉ? Đi đâu ấy? Đi lên lấy cái máy là hàn ống PPR cái. Ở đâu? Ở bên nhà đấy, bên nhà dưỡng này. Ở
Đấy, nhà bên này cũng sạt đất này, sạt đất hết đây. Đấy. Cũng nhà sàn bê tông, sạt đất. Mà không ảnh hưởng gì cả, không vấn đề gì. Dầm riếc rồi các cái vết xây đấy các bác này, em bảo nói phét. À, không có dù không có dạn một tí nào cả. À, nhưng mà tất cả các cái nhà này là móng ở trên cái nền đất nguyên thổ nhá. Nãy cách cái nhà kia một đoạn thì về đến đây là cũng một trong những người thợ của mình. Bây giờ tháng 7 mình tranh thủ là làm cái bếp. Ôi, bây giờ làm nhà trước rồi bây giờ mới tranh thủ làm cái bếp này. Bếp này cũng 70-80 mét vuông rồi. Đây cái đội thợ nọ trình chiến ở Sơn La đây để làm đây. Cứ thẳng mà thật chơi các bạn ạ. Khác có người thật chơi với mình, còn người giả là khác có chỗ người giả chơi với người không thật, chơi với người không thật, còn mình cứ thẳng thật mà chơi. Ừ. Thôi anh em làm đi, anh về đây. Không uống nữa đâu, mệt lắm rồi. Hả? Thôi thôi thôi, nhà anh đang bận, đang có khách thì anh em cứ làm ăn uống đi. Anh cảm ơn nhá, anh về đây. Đấy, anh em lại mời uống rượu mà mệt lắm rồi, thôi nghỉ nghỉ cả thôi. Đấy, cứ thẳng thật mà chơi nha, em review lên những cái người thật việc thật thì review lên những cái công việc thật. Và các bác thì một là các bác xem tham khảo, hai là các bác xem cũng như là các bác có cái thông tin đấy cho các bác tham khảo, và bác nào có nhu cầu thì cứ ới anh em chúng em có mặt luôn các bác. Đấy, ở quê mình toàn nhà sàn thôi các bác, hầu hết là nhà sàn, và quê mình thì có 95% là dân tộc Dao, tức là cái xã của mình ấy. Đấy, san sát là nhà sàn luôn, cứ nhà sàn đây này, nhà sàn bê tông đây này, bên trong nữa. À, căn này chuẩn bị làm rồi, căn này là năm nay là sẽ làm rồi. Tiếp ra ngoài kia toàn là nhà sàn rồi các bác nhá. Và căn này đặc biệt thì đây những cái căn có sảnh đây này. Có dịp ở quê về nghỉ thì căn nào nó hay hay em cũng review góp lên đây để cho các bác có cái mẫu các bác xem, các bác tham khảo. Đây là cái căn nhà của ông anh nãy đang đỡ làm bếp ở cái căn nhà kia đấy. Thì ở đây thì nếu mà có gọi thợ thì chẳng qua là cũng chỉ gọi để lấy đồ về làm, chứ còn anh em ở đây cũng tự biết làm hết, bởi vì là thợ của bên anh em chúng mình thì nói chung là đã là thợ thì biết làm, chẳng qua là gọi mình, nhưng mà gọi đội như anh em mình về làm thì thợ về thì chẳng qua là cũng chỉ là mang tính chất là lấy đồ thôi, lấy đồ về thôi, chứ còn thợ thì biết làm hết rồi. Đây là một căn nhà cũng nhà sàn bê tông được xây dựng năm ngoái, nhưng mà họ cửa là hoàn thiện bằng gỗ, cái cửa gỗ là nhà của cái bác nãy vừa đỡ làm bếp ở phía nhà bên trong kia. Quê mình gọi thợ, gọi là lấy thợ về thì chẳng qua là
gọi ông thợ thợ chủ thầu về chủ yếu là mang đồ về làm thôi, còn với lại một hai người chỉ trỏ thôi, còn anh em làm đổi công nhau hết, anh em giúp đỡ nhau, có việc gì giúp nhau hết. Thôi video của em đến đây thôi, xin phép tạm dừng, chào các bác tại đây thôi. Kỳ trước cũng mấy phút trước cũng đã chào rồi, nhưng mà thấy trên đường đi về em thấy căn nào hay thì em lại review. Lần này là chào các bác thật rồi, chào video cuối. Đấy, hiện tại mình đang đứng đây là đường tỉnh lộ 170 nhá, tỉnh lộ 170, và trên này là nhà mình, nhà mình ở đây, và quay đối diện nhà mình là nhà bên kia là nhà của em, của em Chiến nhà sàn đây, nhà của em Chiến nhà sàn, và nhà của Tươi Nghiệp nhà sàn bê tông thì ra đến chỗ kia, chỗ tay mình chỉ cuối đường cua rẽ vào trong đấy, cuối cái đấy đến cái xe máy kìa, xe máy đây đấy, đấy rẽ vào, rẽ bên trái vào khoảng 500m vào bên trong đấy. Tươi Nghiệp nhà sàn là nhà bên trong này, em Chiến nhà sàn nhà bên kia, còn đây là nhà mình, vui đó đây, thợ nhà sàn bê tông là nhà mình bên này. Tại vì phía đằng trước thì được trồng cây che chắn cho nó mát, cho nên là cũng không nhìn thấy nhà, không nhìn thấy nhà. Đấy, nhà bên kia, nhà mình ở trên này. Mình phải trồng cái hàng chuối này để che, để che chắn là xe nó đi qua đây nó hơi cua một chút, nó vẩy bụi lên đấy, là mình phải trồng cái hàng ấy này để che đi này. Còn nhà bên này, nhà bên này là nhà chú mình, nhà tiếp đến là nhà thằng em, ba nhà này sát nhau. Để giới thiệu cho các bác biết vậy thôi, chứ em không đi vào chi tiết đâu các bác nhé.